Ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một số nút để tinh chỉnh về chế độ chạy. Ở đây chúng ta sẽ có D này, N này, R này, P đỗ. Ở đây chúng ta sẽ không còn cần số thể thao nữa để cầm, để có thể di chuyển. Ngược lại, bổ sung ở đây sẽ là sự tinh tế và sự đơn giản, nhưng lại sang trọng hơn. Đối với chúng ta là điều chỉnh bằng nút ấn D, N, R. Đấy, rất đơn giản, chúng ta cầm lái và ấn lựa chọn chế độ chúng ta chạy. Rất là hay. Phía bên phải đây sẽ có một số nút về hỗ trợ lái, như là chế độ chạy này. Chúng ta sẽ có 4 chế độ lái là có băng tuyết, eco và comfort. Khi chúng ta chuyển sang chế độ là dynamic thì xe sẽ biểu thị ra màu đỏ trên màn hình kỹ thuật số. Và đây sẽ xuất hiện ra cái đèn màu đỏ này ở phía bên hông này, cũng màu đỏ. Cảm giác như kiểu là chuẩn bị đua ấy, máu chiến ấy. Rất là hay. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống tắt và bật, hệ thống chống trượt để trải nghiệm xe tốt hơn. Như Ngọc Đăng có chia sẻ, xe được trang bị hệ thống giảm xóc treo khí nén, thế nên là chúng ta có thể nâng hạ gầm chủ động theo chúng ta muốn. Chúng ta chỉ cần ấn lên, đấy, là xe sẽ nhấc lên và hạ xuống nếu chúng ta muốn. Nó rất là đơn giản đúng không ạ? Phía bên dưới, ở dưới hốc để đồ đây, chúng ta sẽ có một khu vực để hệ thống sạc không dây, tiện lợi hơn, tinh tế hơn và thông minh hơn cho quý vị các bạn sử dụng. Chúng ta chỉ cần để máy ở đây. Ở đây